Chương trình đọc sách Phật giáo của Tủ sách Áo Lam xin kính chào quý chư Tôn Đức cùng quý vị đạo hữu. Hôm nay Tủ sách Áo Lam bắt đầu đọc cuốn mới mang tên tôi là AI. Tác giả Ni Sư Khê Khema, Việt dịch diệu liên lý Thu Linh, Bình An Sần Hiệu Đính. Kính thưa quý chư Tôn Đức cùng quý vị đạo hữu. Tủ sách Áo Lam chúng con phát nguyện đọc sách Phật giáo để góp phần lưu truyền chánh Pháp đến với người hữu duyên. Chúng con kính xin quý vị vui lòng trợ duyên cho chúng con bằng cách subscribe, like và share video này đến với mọi người nhé. Sự yểm trợ của quý vị là động lực giúp chúng con sớm ngày hoàn thành tâm nguyện. Và bây giờ chúng con xin bắt đầu đọc sách, vài nét về tác giả. Aya Khema sinh năm 1923 trong một gia đình người Do Thái tại Berlin. Bà trốn khỏi Đức sang Tô Cách Lan, Scotland, năm 1938, cùng với 200 trẻ em khác. Sau đó được đoàn tụ với cha mẹ bà tại Trung Hoa. Khi chiến tranh thứ hai bùng nổ, bà và gia đình bị đưa vào các trại giam tù binh của Nhật, và cha bà đã mất tại đó. Sau bà lập gia đình, có được một con trai và một con gái. Bốn năm sau khi Mỹ giải giới trại giam này, Oya Khema di cư sang Mỹ giữa những năm từ 1960 đến 1964, bà cùng chồng con chu du khắp châu Á, kể cả các quốc gia ở vùng Hy Mã Lập Sơn, đó là lúc bà bắt đầu học thiền. Mười năm sau, bà dạy thiền và thuyết giảng về Phật giáo ở khắp châu Âu, Bắc Mỹ và Úc. Nhờ kinh nghiệm tu tập đó. Bà được thọ giới tỳ kheo ni tại Sri Lanka vào năm 1979. Khi bà được đặt danh hiệu Khema, có nghĩa là bình an, vững chãi, aya, venerable, được dùng để gọi người tu một cách trân trọng. Ni sư Oya Khema đã góp công lớn vào việc gây dựng lại nghi đoàn Phật giáo. Ở Sri Lanka, ni sư đã thiết lập trung tâm nữ Phật tử quốc tế và đảo Parapudua dành cho các nữ tu và cư sĩ. Vào năm 1987 Ni Sư phối hợp tổ chức một hội nghị về Ni đoàn Phật giáo quốc tế lần đầu tiên, mà kết quả là Ni đoàn Sakyatita, một tổ chức nữ Phật giáo quốc tế được thành hình. Đức Đạt Lai Lama thứ 14 là diễn giả chính của hội nghị đó. Vào tháng 5, 1987, với tư cách là giảng sư thỉnh giảng Ni Sư là người đầu tiên phát biểu tại Liên Hiệp Quốc ở New York về đề tài Phật giáo. Ni Sư đã viết hơn 25 đầu sách về thiền và Phật giáo nói chung, bằng tiếng Anh và Đức. Tác phẩm nổi tiếng nhất của Ni Sư là Being Nobody, Going Nowhere 1, đã được giải thưởng Christmas Humphrey, Christmas Humphrey Memorial Award. Các tác phẩm của Ni Sư đều thể hiện được sự nhận thức sâu xa trong thực hành sự lợi ích của thiền tập, và lời kêu gọi đơn giản hóa cuộc sống hàng ngày của chúng ta, cũng như thanh tịnh hóa thân tâm bằng cách ứng dụng những lời dạy của Đức Phật vào cuộc sống. Bên cạnh việc thành lập Wat Buddha Dhamma, ngôi nhà Phật Pháp, ở Úc, một lâm tự viện theo truyền thống nguyên thủy, Ni Sư còn là giám đốc đỡ đầu cho Buddha House, ngôi nhà Phật, ở Đức nơi ni sư viên tịch vào năm 1997 do căn bệnh ung thư. Lời tác giả, hình như chúng ta đang ở một thời điểm trong lịch sử của nhân loại, khi càng ngày càng có nhiều người đi tìm ý nghĩa cuộc đời. Trong quá khứ, cuộc sống gia đình, tôn giáo, chính trị hoặc nghề nghiệp đặc biệt nào đó đã được coi như là đủ để thỏa mãn ước muốn thành đạt của nhân loại mặc dầu ước muốn này gần như không được biết đến và ít khi được nói ra, nó vẫn hiện hữu trong trái tim của mọi người. Nhiều thứ trước kia khiến chúng ta quan tâm đến, dầu bây giờ vẫn có mặt, nhưng chúng không còn tạo ra một căn bản vững chắc cho một đời sống có ý nghĩa. Tuy nhiên, nếu chúng ta nghĩ rằng nhân loại ở thế kỷ thứ 21 là đặc biệt trong việc tìm kiếm ý nghĩa này, thì chúng ta sẽ thấy mình rất sai lầm khi ta nghiên cứu bài kinh của Đức Phật trên những trang sách kế tiếp. Ở đây có một du sĩ ngoại đảo tên là Potapada đã đặt biết bao câu hỏi với Đức Phật về ngã và thức, và Đức Phật đã trả lời ông một cách kiên nhẫn, thâu đáo, với những lời hướng dẫn xác thực để ông có thể tự mình đi trên con đường tâm linh và đạt được kết quả viên mãn. Những lời dạy này đã được nói ra 2.500 năm về trước nhưng vẫn còn có thể áp dụng cho chúng ta ngày nay. Chúng ta sẽ thấy rằng bạn bè, người thân của Potapada không đồng ý với cách suy nghĩ mới mẻ này của Đức Phật và cố gắng thuyết phục ông bỏ đi lòng ham muốn tìm hiểu Phật Pháp. Điều này cũng không lạ trong thế giới của chúng ta ngày nay. Tôi hy vọng rằng với sự giải thích và khai mở ở đây, bài kinh này sẽ trở thành sinh động đối với người đọc và sẽ giúp chỉ ra cho họ một hướng đi để họ tìm được ý nghĩa của cuộc sống đó là sự khám phá tâm linh của chúng ta bất cứ ai đã tìm được sự an bình nội tại và hạnh phúc viên mãn đều đóng góp vào hạnh phúc và hòa bình của thế giới quyển sách này tổng hợp những bài thuyết giảng đã được thâu băng trong một khóa thiền kéo dài ba tuần ở thiền trang land of medicine buddha dược sư phật địa ở socor bang California, vào tháng 5 và tháng 6, năm 1994. Nhờ sự nỗ lực và sốt sắng của Gil Gorky và Alicia Yeberg, chúng ta mới có được những trang sách trước mặt để có thể sử dụng như một công cụ hỗ trợ cho sự tu tập của chúng ta. Cá nhân tôi rất biết ơn Gil và Alicia vì đã hoàn tất công việc này với tất cả tấm lòng, cũng như với Tony Stevens người đã tổ chức và điều hành khóa tu một cách hiệu quả tôi cũng cảm tạ cho đầu rai người rất thông thạo việc sử dụng vi tính đã giúp cho việc hiệu đính sách được dễ dàng hơn nhà xuất bản wisdom publication dưới sự điều hành khéo léo của tim nêu đã tạo nguồn lực để phổ biến rộng rãi giáo lý của đức phật và tôi rất hạnh phúc được là một trong số nhiều tác giả ở nhà xuất bản này bất cứ ai đọc quyển sách này mà phát sinh được tín tâm nơi giáo lý của đức phật, thêm tinh tấn tu hành hay thêm trí tuệ trong sự thật tuyệt đối, thì tất cả chúng tôi, những người hoàn thành quyển sách này sẽ cảm thấy vô cùng biết ơn, sẽ cảm thấy được khuyến khích để dành nhiều thời gian và nhiều quan tâm hơn nữa trong những công việc tương tự. Nguyệt rằng quyển sách này sẽ là người bạn thiết trong công việc tìm kiếm những khả năng cao nhất của nhân loại mà tất cả chúng ta đều mang trong người như là hạt giống của giác ngộ. Nguyện cho Phật Pháp được trường tồn trong trái tim của mọi người. Aya Khema, Ngôi Nhà Phật, Buddha Hau, Đức Quốc ngày 1 tháng 7 năm 1996. Lời người dịch nhờ chư Phật hộ trì và chút duyên lành với nghi sư Aya Khema. Chúng tôi lại hoàn thành dịch phẩm, tôi là ai? Who is Đây là quyển sách thứ sáu của tác giả Nisuya Khema mà chúng tôi mạo muội làm công tác chuyển ngữ. Trong tổng cộng 25 quyển sách của Nisu, theo chỗ chúng tôi biết chỉ mới có 7 quyển đã được chuyển ngữ sang tiếng Anh. Như vậy chúng tôi đã đi gần hết lời nguyện sẽ dịch tất cả sách tiếng Anh của Ni sư. Chúng tôi bắt đầu công việc dịch thuật này với quyền vô ngã vô yêu, từ những năm 1997. Với lời nguyện đầy tham vọng. Sau 10 năm, sau 6 quyển sách, chúng tôi thấy mình đã kiệt sức. Sách của ni sư ngày càng khó đối với khả năng hiểu biết cũng như kinh nghiệm thiền tập còn quá hạn hẹp của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi thấy là mình cần dừng lại, kẻo làm sai lạc những lời dạy vô cùng quý báu của ni sư, những lời dạy phản ánh công phu tu hành nghiêm mật của ni sư. Chúng tôi cũng nhận được sự hỗ trợ trong công tác dịch thuật quyền sách này của Diệu Ngộ Nguyễn Thị Mỹ Thanh, một người dịch quen thuộc với nhiều bạn đọc trên các trang sách điện tử của Thư viện Hoa Sen, Đạo Phật Ngày Nay, vân vân. Chúng tôi cũng xin cảm ơn đạo hữu Nguyễn Tấn Nam đã hoan hỷ chỉ dùng những sai sót trong bản dịch. Chúng tôi ngưỡng mong quý tôn sư, các nhà học giả, bạn đọc với tấm lòng cười mở xin chỉ giáo cho chúng tôi những thiếu sót mà chúng tôi tin là rất nhiều do sự kém cỏi của mình chúng hoàn toàn không phản ánh trí tuệ uyên thâm của ni sư nếu quyển sách dịch này có mang lại chút an lạc nhỏ nào đó hoặc khiến bạn muốn tìm hiểu thêm về những điều ni sư đã giảng giải ở đây về kinh potapada và kinh sa môn quả hoặc về phật pháp nói chung thì chúng tôi cảm thấy rất hoan hỉ và như ni sư đã nói thì tất cả chúng tôi những người hoàn thành quyển sách này sẽ cảm thấy vô cùng biết ơn, sẽ cảm thấy được khuyến khích để dành nhiều thời gian và nhiều quan tâm hơn nữa trong những công việc tương tự. Chúng con nguyện chọn đời nhiều đời nhiều kiếp mãi mãi được theo dấu chân Phật. Chúng con nguyện gìn giữ vun trồng duyên lành đã có được với Ni sư Uyà Ma, với Phật pháp, nguyện hồi hướng công đức này đến giáp linh Ni sư Uyà Ma cùng đệ tử và tất cả chúng sanh. Diệu Liên Lý Thu Linh, tháng 9 năm 2008, chương 1, bước khởi đầu, giới luật, trong truyền thống nguyên thủy, chúng ta sử dụng đại tạng kinh Pali như là giáo lý căn bản của Đức Phật. Đức Phật đã sử dụng ngôn ngữ Pali, có nguồn gốc từ tiếng Sanskrit. Sự khác biệt giữa hai ngôn ngữ này thì cũng giống như sự khác biệt giữa tiếng Latin và tiếng Ý. Sanskrit là ngôn ngữ bác học, và Pali, một loại ngữ phương được người bình dân sử dụng. Giáo lý này dựa trên truyền thống của 2.500 năm. Đại tảng kinh Pali còn được gọi là Tipitaka, ti nghĩa là ba, và Pitaka nghĩa là cái giỏ. Ba cái giỏ đó là Vinaya, giới luật dành cho chư Tăng Ni, Suttas các bài thuyết pháp của Đức Phật, và Upayama, vi diệu pháp lý do có tên đó là vì Tipitaka đầu tiên được viết trên những tàu lá chuối khô hay lá ola khi đã khô các tàu lá này trở nên giòn nhưng vẫn còn đủ cứng sau đó người ta dùng một loại viết giống như là một cái dùi khoan với đầu viết rất mảnh nhỏ khắc các câu kinh lên lá ola rồi người ta dùng mù của một loại dâu đặc biệt trà trên mặt lá để khô phủi bụi mù dư chỉ còn để lại những chữ được khắc đen ngày nay quy trình này vẫn còn được sử dụng ở sri lanka nơi một vài tu viện vẫn còn lưu giữ toàn bộ tipitaka viết bằng tay trên lá ola các vị sư tiếp tục chép kinh từ những chiếc lá cũ sang lá mới khi lá cũ bị tan rã các lá này được ép lại với nhau bằng gỗ cứng ở đầu và đuôi lá phần còn lại được buộc vải nếu có vị thí chủ nào phát tâm thì phần gỗ thường được điểm tô bằng vàng hay bạc để tỏ lòng ngưỡng vọng lời Phật dạy. Đây không phải là những loại sách thông thường mà chúng ta từng biết đến. Các sách này không thể cầm trong tay hay kẹp dưới nách. Trước kia khi di chuyển chúng, người ta đựng trong ba cái giỏ. Đó là lý do tại sao tảng kinh Pali được gọi là Tipitaka hay ba cái giỏ. Xuyên suốt quyển sách này chúng tôi sử dụng bản chuyển ngữ tiếng Anh rất chuẩn xác của trường bộ kinh, Đích Hà Nikaya. Nikaya có nghĩa là tập hợp, và Đích Hà có nghĩa là dài. Nhiều năm sau khi Đức Phật nhập diệt, các bài thuyết pháp của Ngài được chia thành năm bộ. Trung bộ kinh, Majima Nikaya, trường bộ kinh, Đích Hà Nikaya, tăng chi bộ kinh, Anguttara Nikaya, tương ưng bộ kinh. Samyutta Nikaya và Tiểu bộ kinh, Khadaka Nikaya chứa đựng tất cả những kinh không thuộc bốn loại kia. Sự phân chia này chỉ nhằm giúp chúng ta dễ nhớ, một lý do tại sao Digha Nikaya, Trường bộ kinh, đặc biệt thú vị vì nó chứa những bài kinh hướng dẫn các phương pháp tu tập rất đầy đủ. Chúng ta cần nhớ rằng Đức Phật thuyết pháp ở hai mức độ mức độ của chân lý tương đối và mức độ của chân lý tuyệt đối. Khi mới được tiếp xúc với giáo pháp, chúng ta sẽ không có khái niệm gì về chân lý tuyệt đối, nên khi đọc đến những phần này, tâm ta sẽ hoang mang. Bất cứ thắc mắc gì chúng ta có thể nêu lên cũng khó được giải tỏa vì chúng ta hỏi chúng ở mức độ của sự thật tương đối và có thể sẽ được trả lời dựa trên sự thật tuyệt đối. Thí dụ, chúng ta có thể đã nghe qua một công án Quan, Thiền và đã nghĩ rằng câu ấy có thể có nghĩa gì. Thiệt là vô nghĩa, như một công án chỉ có thể được hiểu ở mức độ của sự thật tuyệt đối. Hiểu được như thế rồi thì điều gì cũng có cùng một ý nghĩa rằng không có gì và không có ai ở đó. Chúng ta cũng có thể so sánh hai mức độ này đối với cách mà chúng ta nói đến những món đồ quen thuộc như là bàn ghế và cách mà một nhà vật lý có thể diễn tả chúng đối với chúng ta chúng chỉ là những món đồ ta có thể sử dụng nhưng nhà vật lý không nhìn chúng như thế vì nhà vật lý biết rằng chúng chỉ là những phần tử của vật chất và năng lượng tuy nhiên nhà vật lý đó sau buổi làm việc về nhà sẽ ngồi vào ghế và sử dụng cái bàn khi đức phật thuyết rằng không có gì và không có ai ở đó ngài đang trình bày ở mức độ của sự thật tuyệt đối trên bình diện đó thế giới quen thuộc của chúng ta chỉ là ảo giác và ảo tưởng đó là sự thật tuyệt đối nhưng đức phật cũng thuyết rằng ở mức độ tương đối ngài sử dụng từ ngữ và khái niệm như là tôi của tôi người kia kẻ nọ ngài nói về tất cả những vấn đề có liên quan đến chúng ta như là nghiệp kama sự thanh tịnh hóa thân tâm thanh tịnh hóa các cảm xúc chúng ta phải luôn nhớ rằng hai mức độ khác nhau này không bao giờ đi đôi với nhau khi tìm hiểu bản kinh đặc biệt này chúng ta sẽ biết làm thế nào để đến gần hơn với sự thật tuyệt đối điều đó rất quan trọng vì như đức phật đã hứa khả rằng một khi chúng ta đã chứng nghiệm được sự thật tuyệt đối nơi bản thân chúng ta sẽ vĩnh viễn thoát khỏi khổ đau đốc kha những phương pháp và lời hướng dẫn mà đức phật đã đề ra giúp chúng ta có thể từng bước tiến đến một sự giác ngộ sâu xa và vượt bậc và đó cũng là kinh nghiệm tự chúng giác ngộ của đức phật khoa học ngày nay cũng xác nhận chứng nghiệm này nhưng tốt hơn có lẽ là chúng ta phải nói ngược lại giao pháp của đức phật đã chứng minh cho khoa học ngày nay hầu hết các nhà khoa học không phải là những vị giác ngộ dầu rằng họ biết sự thật là vũ trụ bao gồm không gì hơn là những nguyên tử kết hợp lại với nhau để rồi dã tan. Tuy nhiên họ không nhận thức được rằng chính người có tri thức đó, cũng hợp tan như thế. Nếu họ đã tự bao gồm mình vào sự quan sát đó, thì các nhà khoa học này đã giác ngộ từ lâu rồi và có lẽ họ sẽ giảng dạy về sự giác ngộ hơn là về vật lý. Chúng ta có thể cũng đã nghe qua hay đọc về tất cả những điều này và có lẽ cũng rất thích tìm hiểu về chúng, nhưng không biết phải bắt đầu như thế nào, như thế cũng thành vô ích. Giáo lý của Đức Phật dễ dàng được chấp nhận vì Ngài đã truyền dạy cho chúng ta những lời hướng dẫn thực tế, từng bước để đi theo con đường đạo này. Bản kinh tôi, Nisuya Khema, đã chọn để giảng giải là kinh bố xá bà lâu, Potapada Sutta. Nhiều bài kinh của Đức Phật được đặt tên dựa theo tên của vị hành giả mà Đức Phật đang nhắc đến hay đang trả lời câu hỏi của họ. Kinh này còn có tiểu đề là Các trạng thái tâm thức State of Consciousness. Phần lớn các kinh thường bắt đầu với câu Như vậy tôi nghe, trong tiếng Pali là Evam me suốt tầm, và lý do mà kinh đã được nói. Ở lần đại kết tập của các vị A-la-hán, ba tháng sau khi Đức Phật nhập diệt các kinh được đọc đều có những thông tin như kinh đã được nói ở nơi nào những ai có mặt lúc đó và những lời diễn tả hoàn cảnh lúc đó những điều này nhằm nhắc nhở các vị tỷ kheo đã nghe kinh nhớ lại kinh đã được nói lên trong trường hợp nào và có thể đồng ý hay không đồng ý với bản kinh truyền miệng đó và nếu cần có thể đề nghị những gì cần sửa đổi như vậy tôi nghe một thời đức thế tôn ở tại saviết thai xá vệ Dừng Jetavana, kỳ đà, vườn Anathapindika. Anathapindika, cấp cô độc, là một doanh nhân rất giàu có. Sau khi được nghe Đức Phật thuyết pháp, ông lập tức tuân phục và ngưỡng mộ. Ông quyết định lập một tu viện cho Đức Phật và các đệ tử của Ngài, những người mà cho tới lúc đó vẫn còn là những du sĩ không nhà. Ông tìm được một vườn xoài rất đẹp, thuộc sở hữu của Thái tử Zeta. Tuy nhiên, thái tử đã từ chối không bán. Anathapindika không nản lòng, chờ đi trở lại lần thứ hai, thứ ba để hỏi mua khu vườn. Cuối cùng, thái tử Zeta bảo với ông rằng khu vườn sẽ thuộc về ông nếu ông có thể phủ các đồng tiền vàng trên từng tấc đất. Anathapindika ra lệnh cho các người hầu của mình mang đến những cần xé vàng xu và rãi đều lên khắp mặt đất của khu vườn xoài. Chuyện kể tiếp rằng khi ông không còn các đồng xu bằng vàng nữa thì vẫn còn một phần đất nhỏ chưa được bao phủ, nên ông đã báo cho Thái tử Zeta về điều đó, và Thái tử đồng ý cho ông luôn phần đất đó. Để mua được mảnh vườn xoài đó, Anathapindika đã phải mất một phần ba tài sản của mình. Ông dành một phần ba khác cho phần xây dựng và trang bị đồ đạc trong các tỉnh thất dầu đồ đạc trong nhà những ngày ấy chỉ đơn giản là vài cây móc ở trên tường, đèn cầy và những bao tải rơm dùng làm giường nằm. Đức Phật đã trải qua 25 mùa mưa an cư ở tu viện Anathapindika. An cư mùa mưa xảy ra trong ba tháng mưa ở Ấn Độ. Đó là lúc mà các vị tăng ni được dạy phải trú ngủ trong tu viện để tu học và hành thiền truyền thống này được bắt đầu vì trong thời đức phật tất cả tăng ni đều phải đi khất thực trong mùa mưa các cây lúa trồng dưới nước bị che khuất nông dân than phiền với đức phật rằng các vị tăng ni giẫm đạp lên cây lúa của họ và vì có đến hàng ngàn tăng ni hậu quả là dân làng bị mất mua do đó đức phật đã chế ra luật an cư trong khoảng thời gian đó mùa mưa để các vị đệ tử thuần thành có thể mang thức ăn đến tu viện cúng dường. Hình thức này vẫn còn áp dụng cho đến ngày nay, lúc bấy giờ du sĩ Potapada, bố xá bà lâu, cùng với đại chúng du sĩ khoảng 300 vị ở hội trường gần cây Tinduka trong vườn của Hoàng hậu Malika, Mật Lê Viên. Tu sĩ theo ngoại đảo thường được nhắc đến trong kinh như là các du sĩ hay vị tu khổ hạnh. Hoàng hậu Malika người đã dành khu vực này cho những kẻ ngoại đạo. Là vợ của vua Pasenadi và cả hai đều là các đệ tử thuần thành của Đức Phật. Lúc bấy giờ Thế tôn vào buổi sáng nắp y cầm bát vào Savitthai ca hất thực. Rồi Thế tôn tự nghĩ nay còn quá sớm để đi khất thực tại Savitthai, ta hãy đi hội trường để gặp du sĩ Pottapada. Và Thế tôn đi đến đó vẫn còn quá sớm để đi khất thực vì người dân chưa chuẩn bị thực phẩm cúng dường sa vít thai thường được nhắc đến trong các kinh vì tu viện do Anathapindika hiến cúng ở trong thành phố đó dầu đức phật chỉ hoàng pháp ở bắc ấn độ nhưng giáo lý của ngài kể từ đó đã được lan truyền đến rất nhiều quốc gia khác ở châu á và cũng đã được thành hình ở âu châu mỹ úc và tân tây lan lúc bấy giờ du sĩ ngoại đạo pattapada ngồi với đại chúng du sĩ ngoại đạo đang ồn ào la lối lớn tiếng bàn luận những vấn đề phù phiếm tất cả các đề tài đều không đáng để cho người hành giả đang đi theo con đường tâm linh phải bàn đến như là câu chuyện về vua chúa câu chuyện về ăn trộm câu chuyện về đại thần tóm lại là những câu chuyện chính trị thường tạo ra ý kiến tranh luận câu chuyện về binh lính về sự hiểm nguy về chiến tranh những sự kiện tàn khốc và ghê gớm khiến tâm sao động câu chuyện về đồ ăn đồ uống có thể làm tăng thêm ái dục câu chuyện về đồ mặc câu chuyện về giường nằm câu chuyện về vòng hoa câu chuyện về hương liệu những sự trang điểm để làm tăng thêm vẻ đẹp bề ngoài trong khi giường nệm cũng có thể gợi ý cho tình dục câu chuyện về bà con câu chuyện về xe cổ Câu chuyện về làng xóm, câu chuyện về thị trấn, câu chuyện về thành phố, câu chuyện về quốc độ, những câu chuyện không đem lại cảm hứng trong sự tu tập mà chỉ hỗ trợ cho sự bám víu và ngã chấp. Câu chuyện về đàn bà, đây là các vị nam tu sĩ độc thân, những người mà tâm họ không nên nghĩ nhớ đến bất cứ đặc điểm gì của người khác phái. Ngược lại đối với các nữ tu sĩ cũng thế. Câu chuyện về các vị anh hùng đối với chúng ta có lẽ đó là các ngôi sao ca nhạc. Câu chuyện bên lề đường, câu chuyện tại chỗ lấy nước, cho đến ngày nay, trong những quốc gia được gọi là các nước thuộc thế giới thứ ba, thì giếng nước vẫn còn là một chỗ tụ họp quan trọng. Các gia đình không có nước tại nhà, vì thế hàng xóm láng giềng, gặp nhau ở giếng nước và trao đổi các thông tin mới nhất và tán gẫu mà thường đưa đến kết quả là nói xấu người khác. Câu chuyện về người chết, các câu chuyện tạp thoại, câu chuyện về hiện trạng của thế giới, hiện trạng của đại dương, câu chuyện về sự hiện hữu và sự không hiện hữu, tất cả những đề tài này, theo đức Phật, ta cần tránh xa. Chúng không đem lại một sự hiểu biết sâu xa nào, hay giúp rèn luyện tâm, mà lại gây ảnh hưởng khiến ta sao lãng liệt kê về các đề tài đặc biệt này đã được kể ra trong bản kinh. Nhưng bản kinh không nói rõ đề tài nào trong đây đã được các du sĩ ngoại đạo bàn thảo. Ta chỉ biết rằng họ đang tham gia vào một cuộc đàm thoại vô bổ. Nhưng du sĩ Potapada thấy thế tôn từ xa đến, liền khuyến cáo các đệ tử, các tôn giả hãy nhỏ tiếng, các tôn giả hãy đừng làm ồn. Nay Samon Gotama đang đến, ngài ưa mến sự trầm lặng vị đại đức này tán thán sự trầm lặng. Nếu biết hội chúng này yên tĩnh, ngài có thể ghé đến đây. Nghe nói vậy các du sĩ đều im lặng, rõ ràng Potapada rất mong mỏi rằng Đức Phật sẽ ghé qua thăm, và ông đã nói lên ông hài lòng thế nào về việc đó trong đoạn kinh kế tiếp. Rồi thế tôn đến du sĩ Potapada, và du sĩ ngoại đạo Potapada bạch thế tôn, lành thay, thế tôn hoan nghênh Thế Tôn, đã lâu Thế Tôn không quá bộ đến đây. Mời Thế Tôn ngồi, đây là chỗ ngồi đã soạn sẵn, Thế Tôn ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Du sĩ ngồi đảo Potapada lấy một ghế thấp khác và ngồi xuống một bên. Rồi Thế Tôn nói với với du sĩ Potapada đã ngồi một bên. Này Potapada, vấn đề gì các vị đang ngồi thảo luận? vấn đề gì đang nói mà bị gián đoạn. Đức Phật muốn biết họ đang quan tâm đến điều gì để Ngài có thể giúp họ với bất kỳ câu hỏi gì. Khi nghe nói vậy du sĩ ngoại đạo Potapada Bạch Thế Tôn, Bạch Thế Tôn, hãy gác một bên câu chuyện chúng tôi đang ngồi bàn luận. Bạch Thế Tôn, lát nữa Thế Tôn nghe lại cũng không khó khăn gì. Potapada không muốn thưa với Phật họ đang bàn cãi về vấn đề gì vì ông đang cần Phật giải thích về một điều còn quan trọng hơn nhiều. Bạch Thế Tôn, thời xa xưa lắm, nhiều vị sa môn, bà la môn tụ họp, ngồi hội thảo trong giảng đường nêu lên vấn đề sự diệt tận các tăng thượng tường và các tăng thượng tường diệt tận như thế nào. Sự diệt tận các tăng thượng tường là Niroda, đôi khi nó được nói đến như là tầng thiền định thứ 9, là khi các thọ và tưởng đều đã đoạn diệt chúng ta sẽ nghiên cứu kỹ hơn về các tầng thiền định trong những chương tiếp theo. Potapada quan tâm đến đề tài này vì ở Ấn Độ vào thời đó người ta tin rằng đó là tầng thiền định cao nhất mà người ta có tê hề đạt được trên con đường tâm linh. Trong tiếng Pali, nó được gọi là Abhisanya Nirodha. Abhi có nghĩa là cao hơn, Sanya nghĩa là tưởng, và Nirodha là sự diễn tả về các trạng thái thiền định cả từ ngữ đó được dịch thành sự đoạn diệt của các tăng thượng tường. Đối với Potapada và các đồng môn của ông, thì đó là chứng nghiệm tâm linh cao nhất, và họ rất muốn được biết thêm về nó. Potapada tiếp tục một vài vị trả lời, không nhân, không duyên, các tưởng của con người sinh và diệt. Khi tưởng sinh con người có tưởng, khi tưởng diệt con người không có tưởng kottapada nói rằng ông đã được nghe là sự đoạn diệt của tưởng dẫn đến vô thức đây là một sự hiểu lầm nghiêm trọng không phải là không có thức nhưng là một sự dừng lại của tưởng và thọ đã được thực hiện đức phật sẽ giải thích về điều này trong phần sau của bản kinh như vậy một vài vị giải thích sự diệt tận các tăng thượng tường về vấn đề này người khác lại nói như sau các tôn giả sự kiện không phải như vậy này tôn giả tưởng là tự ngã của con người chính tưởng ấy đến và đi khi tưởng ấy đến thì con người có tưởng khi tưởng ấy đi thì con người không có tưởng kottapada lặp lại ý kiến của người khác và sử dụng thuật ngữ sự đoạn diệt của tăng thượng tường mà trong phạm trù này hoàn toàn sai như đức phật sẽ nói với ông ta sau này người khác lại nói các tôn giả sự kiện không phải như vậy này tôn giả có những sa môn bà la môn có đại thần thông và đại oai lực chính những vị này khiến tưởng nhập vào trong người và cũng kéo tưởng ra ngoài người ấy khi các vị này khiến tưởng nhập vào trong người người ấy có tưởng khi kéo tưởng ra ngoài người ấy không có tưởng ở ấn độ vào thời đó rất mê tín và đây là những suy nghĩ xuất phát từ đó Đức Phật dạy rằng sự mê tín này và những sự kiện ở bên ngoài không thể đưa đến sự chứng ngộ chân lý. Potapada tiếp tục bạch Thế Tôn, lúc bấy giờ con tưởng niệm đến Thế Tôn, mong Thế Tôn có mặt ở đây. Mong thiền thệ có mặt ở đây. Ngài rất tinh thông những phép này. Chắc chắn Thế Tôn biết rõ sự diệt tận các tăng thượng tường. Bạch Thế Tôn, sự diệt tận các tăng thượng tường như thế nào? Đọc các bản kinh. Chúng ta cảm nhận được về thời gian lúc Đức Phật, còn tại thế và hoàn cảnh xã hội lúc bấy giờ. Chúng ta trở nên quen thuộc với những người mà Đức Phật biết. Ta cảm thấy như là chúng ta đang có mặt ở đó. Dần dần, họ sẽ trở thành thân thuộc với chúng ta. Ta biết rõ những thói quen, những mối quan tâm của họ. Chúng ta nhận ra được sự ngưỡng vọng sâu xa của Pottapada đối với Đức Phật trong câu hỏi của ông. Này Potapada, về vấn đề này, những vị sa môn, bà la môn nào đã nói, không nhân, không duyên, các tưởng của con người sinh và diệt. Những vị này đã sai lạc từ ban đầu, Đức Phật không ngại ngùng gì trong việc nói rằng những lý thuyết như vậy là sai lầm. Nếu chúng sai, Ngài nói như thế, nếu chúng đúng, Ngài cũng xác nhận rằng chúng đúng. Vì sao vậy, này Potapada? chính vì có nhân có duyên các tưởng của con người sinh và diệt chính do sự học tập một loại tưởng xanh chính do sự học tập một loại tưởng diệt sự học tập ấy là gì thế tôn nói đức phật chưa vội trả lời câu hỏi đầu tiên vì sự tận diệt của tăng thượng tưởng là kết quả của công phu tu tập tinh tấn thay vào đó ngài bắt đầu ở ngay chính giai đoạn khởi đầu của sự tu tập này Potapada, nay ở đời Như Lai xuất hiện, là bậc A La Hán, là vị Phật hoàn toàn giác ngộ, chánh đẳng, chánh giác, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngữ trượng phu, thiên nhân sư, Phật thế tôn. Đây là những từ ngữ cổ xưa được dùng để diễn tả những đặc tính của một vị Phật mà ta thường thấy trong các kinh điển. Như Lai sau khi riêng tự chứng ngộ với thượng trí nhép phục thế giới này với thiên giới ma giới phạm thiên giới đơ va là chư thiên hay các thiên thần trong nền văn hóa phương tây chúng ta nghĩ đến các thiên thần như là những vị thánh vĩnh viễn nhưng theo đức phật các đơ va cũng có thể thối truyền từ trạng thái cao thượng đó xuống trở lại làm người lúc đó họ lại phải tu tập để được trở lại cõi trời lúc bắt đầu mỗi khóa thiền tôi luôn âm thầm mời gọi họ tham gia hành thiền với chúng ta những người muốn làm thế sẽ xuất hiện ở cõi trời không có thân xác do đó rất ít có khổ đau vì thế các vị thiên thần không có ước muốn được tu tập như chúng ta nhưng có một số ít cũng rất muốn được nghe pháp và hành thiền với chúng ta maras là ma vương thật ra trong mỗi chúng ta đều có cả hai thiên thần và quỷ dữ đó là những sự cám dỗ và những sự thanh tịnh thánh thiện trong ta brahma là các vị phạm thiên ngự trong bốn cõi tâm thức cao nhất không có một vị sáng tạo nhưng có một cõi của sáng tạo các vị vua và dân chúng ngài thuyết pháp sơ thiện trung thiện hậu thiện đầy đủ văn nghĩa một khía cạnh rất quan trọng trong giáo lý của đức phật là ngài nhấn mạnh đến ý nghĩa cũng như từ ngữ lời kinh không khó để hiểu các bản văn chúng ta chỉ cần đọc kinh sách và cố gắng để nhớ càng nhiều càng tốt không chỉ là các vị học giả mà nhiều người khác cũng thế cũng đều nhận thấy rằng việc thông hiểu kinh điển là phần quan trọng nhất nhưng chắc chắn như thế là không đủ cho một đời sống tâm linh ý nghĩa của lời dạy của các vị lãnh đạo tôn giáo vĩ đại chỉ có thể đi vào trái tim ta khi ta thực hành chúng Lúc đó chúng ta sẽ hiểu rõ ràng Đức Phật hàm ý gì và những lời hướng dẫn của Ngài sẽ trở thành một phần của thân, khẩu và ý của chúng ta. Hiện tại, chúng ta chỉ biết có lời kinh và một kiến thức bình thường. Ngài truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. Người đệ tử sẽ đi tới và tiếp tục thực hành các giới luật. Đi tới ám chỉ việc người đệ tử sẽ trở thành một tỷ kheo hay tỷ kheo ni nhưng chúng ta cũng có thể tu tập với tư cách là những người cư sĩ các vị tu sĩ bắt buộc phải tuân giữ nhiều giới luật mà nếu không có tín tâm đôi khi họ không thể tuân theo còn người cư sĩ tự nguyện tu hành vì đã hiểu được những lợi ích của việc tuân giữ giới luật có thể không phải khó khăn lắm đức phật chưa có ý muốn trả lời câu hỏi về tăng thượng tường trước hết, ngài kêu gọi sự thực hành giới luật như là một nền tảng cho sự phát triển tâm linh. Giờ ngài tiếp tục nói về năm giới luật, là những điều giúp ta có một căn bản trong việc kiềm chế. Tỳ kheo từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót cho hạnh phúc của tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Ở đây Đức Phật nhấn mạnh không chỉ việc kiềm chế không giết hại mà còn thực hành điều ngược lại đó là có lòng thương xót và thật lòng quan tâm lo lắng cho tất cả mọi chúng sanh giới thứ hai được nói như sau người mà kiềm chế không lấy của không cho sống trong sạch chỉ nhận những gì được cho chờ đợi những gì được cho mà không lấy cắp trong khi giới thứ nhất đối trị lòng sân hận trong nội tâm giới thứ hai đối trị tâm tham san trong nhiều bản kinh khác đức phật khuyên chúng ta có lòng từ bi bố thí như là một cách để giúp chúng ta buông bỏ cái tôi cái của tôi và thiên về việc giúp đỡ hòa hợp yêu thương người khác buông bỏ ái dục vì ấy sống xa lánh khỏi những sự thực hành tà dâm giới thứ ba kiềm chế không phạm vào tà dâm được thay đổi ở đây thành sống độc thân vì ở một mức độ cao hơn trên con đường tâm linh thì cuộc sống độc thân được coi như là một yếu tố quan trọng nhất của việc tu tập. Đối với các vị tăng ni thì điều này rất quan trọng. Nếu phạm giới luật này, vị tăng hay ni phạm lỗi sẽ bị đuổi khỏi tăng đoàn. Thỉnh thoảng, các cư sĩ giữ các khóa tu từ 3 hay 6 tháng, trong khoảng thời gian đó, họ cũng phải nguyện sống độc thân. Điều này tạo được một cảm giác độc lập và giúp ta chế ngự những ham muốn dục lạc mạnh mẽ giới luật thứ tư được nói thành một câu dài tỉ kheo từ bỏ nói láo tránh xa nói láo nói những lời chân thật y chỉ trên sự thật chắc chắn đáng tin cậy không lường gạt không phản lại đối với đời vị ấy từ bỏ nói hai lưỡi tránh xa nói hai lưỡi nghe điều gì ở chỗ này không đến chỗ kia nói để sanh chia rẽ ở những người này như vậy tỉ kheo ấy sống hòa hợp những kẻ ly gián khuyến khích những kẻ hòa hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, thoải mái trong hòa hợp, hân hoan trong hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. Vị ấy từ bỏ nói lời ác độc, tránh xa lời nói độc ác. Vị ấy nói những lời không lỗi lầm, đẹp tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người. Vị ấy từ bỏ nói lời phù phiếm, tránh xa lời nói phù phiếm, nói đúng thời nói những lời chân thật nói những lời có ý nghĩa nói những lời về chánh pháp nói những lời về luật nói những lời đáng được giữ gìn những lời hợp thời thuận lý có mạch lạc hệ thống có ích lợi người gian dối ở thế gian là người đạo đức giả nói một đàng làm một nẻo phần đông chúng ta đều có trí phán đoán để có thể biết lời nói nào là xuất phát từ những kinh nghiệm chân thật hay chỉ là những lời sáo rỗng những lời không có linh hồn như vậy thì kheo ấy sống hòa hợp những kẻ ly gián khuyến khích những kẻ hòa hợp hoan hỉ trong hòa hợp ở đây đã nói lên một điều quan trọng là lời nói có thể mang đến hòa bình chúng ta có hàng ngàn quyển sách có thể ảnh hưởng đến trí não chứ không thể làm sao động trái tim ta khi lời nói chỉ thuần lý trí nó không thể làm ta xúc cảm nhưng khi lời chúng ta nói hay viết xuất phát từ kinh nghiệm bản thân hay từ trái tim nó luôn khiến người đọc phải xúc động vì thương cảm vị ấy từ bỏ lời nói phù phiếm tránh xa lời nói phù phiếm nói đúng thời nói những lời chân thật nói những lời có ý nghĩa trong một bản kinh khác đức phật dạy rằng nếu ta nói về pháp Đam ma, ta cần sử dụng cách diễn tả chính xác những điều nói ra cần được suy nghĩ thấu đáo trước đó và phải dễ hiểu vị ấy nói những lời có ích lợi mục đích của giáo lý của đức phật là để đạt được niết bàn nibbana hay nirvana theo nghĩa đen nibbana có nghĩa là không đốt cháy hay nói cách khác sự đoạn diệt của mọi tình cảm dục thông thường khi lần đầu tiên nghe điều này chúng ta thường nghĩ là thực sự ta không muốn phải đoạn diệt mọi trạng thái tình cảm của mình điều đó không có gì sai nhưng như thế là mục đích purpose và mục tiêu goal của ta hoàn toàn khác nhau tuy nhiên hầu hết chúng ta đều đồng ý với đức phật rằng lời nói của ta cần được kiểm soát tạo niềm tin làm xúc động lòng người nhất là những lời nói về pháp cần phải đúng và ngắn gọn những lời nói như thế cần hướng thẳng đến việc đoạn diệt khổ đau và đó là một mục đích rõ ràng phổ biến câu hỏi còn lại là ta phải thực hiện điều đó như thế nào ta cần phải tìm được sự tương quan giữa việc tôi không muốn buông bỏ mọi tình cảm dục và tôi rất muốn đoạn diệt mọi khổ đau bằng cách quán sát các phản ứng của chúng ta để tìm hiểu xem tại sao khổ phát sinh thí dụ ta có thể quán tưởng khi nào tôi cảm thấy khổ đau khổ từ đâu đến tại sao tôi cảm thấy khổ đau mỗi câu trả lời lại đưa đến một câu hỏi khác nếu chúng ta nghĩ rằng mình không có khổ đau thì ta có thể tự hỏi tại sao ta lại muốn hành thiền đây là một sự quán tưởng quan trọng vì nó dọn đường cho bước tiếp nối giữa sự mong muốn không phải khổ đau khả năng tìm được nguyên nhân của khổ và diệt bỏ được các nguyên nhân của khổ mãi mãi giới thứ năm tránh sử dụng rượu và các chất gây nghiện không có mặt ở đây thay vào đó chúng ta được biết là vị tỷ kheo từ bỏ làm hại đến các hạt giống và các loại cây cỏ ở một số quốc gia theo phật giáo vì điều kiện xã hội giới này được hiểu như là tăng ni không được làm công việc đồng án vườn tược tuy nhiên ta có thể thấy rõ ràng ở đây đoạn kinh nói đến việc làm hại cây cỏ chứ không phải sự chăm sóc trồng trọt các loại cây. Vì trong bản kinh này Đức Phật đang giảng dạy các vị tu sĩ, những người đang dấn bước trên con đường tâm linh và muốn tìm hiểu về những khía cạnh cao cả nhất của đạo lộ, nên Đức Phật chắc rằng rượu và các chất gây nghiện không thể có mặt trong cuộc sống của họ, nên Đức Phật đã không nói đến giới luật đó. Đức Phật sau đó tiếp tục nói đến những giới luật dành cho các sa đi. Sadini và các tu sĩ trong một khoảng thời gian nào đó khi đang tu học Đó là, từ bỏ ăn đi thời Đối với chúng ta ngày nay, điều đó có nghĩa là không mở cửa tủ lạnh để tìm đồ ăn bất cứ lúc nào ta muốn Hay không bỏ theo mình túi kẹo bánh để nhấm nháp bất cứ khi nào ta thích Nó muốn ám chỉ là ta cần phải có sự kiểm soát đối với thói quen ăn uống của mình nếu muốn thực hành sự tự kỷ luật khắc khe hơn thì ta có thể chọn ăn ngày một bữa, hay vào một thời điểm nhất định nào đó, hoặc ta có thể chọn hình thức nhịn đói. Vị ấy từ bỏ đi xem múa, hát, nhạc, diễn kịch. Tất cả những thứ này đều khiến người tu sĩ bị sao lãng, dễ đưa đến những ham muốn nhục dục, vì chúng gợi lòng tham muốn hay ước muốn được thỏa mãn nhục dục. Nếu muốn tu tập rốt giáo tốt nhất là không nên tham dự các thú vui này để tâm có thể được thanh thản thăng bằng vị ấy từ bỏ trang sức bằng vòng hoa hương liệu dầu thoa và các loại thời trang trong cuộc sống thế tục ta thường bỏ nhiều công sức để trau chuốt cho bản thân thêm hấp dẫn đó chỉ là một cách để hỗ trợ thêm cho sự bám víu vào ngã tường nếu giàu ta có thể trang điểm cho mình bằng những đồ vật quý báu Điều đó hỗ trợ cho cảm giác cây ngã ta có giá trị. Nếu tôi sở hữu những cuộc cải có giá trị, tôi phải là một người có giá trị. Ý nghĩ này có thể không được nói ra thành lời, nhưng đó là sự thật ẩn chứa bên trong ta. Vị ấy từ bỏ nhận vàng và bạc. Điều đó không chỉ có nghĩa là không được buôn bán, kinh doanh, mà còn là phải tiết kiệm, sống đơn giản và không chạy theo những lợi lộc thế gian sau đó là liệt kê danh sách những vật thực cúng dường rẻ nhà cho các vị tu sĩ vào thời đó mà họ không được nhận lãnh từ bỏ nhận các hạt sống, từ bỏ nhận thịt sống, từ bỏ nhận đàn bà con gái, từ bỏ nhận nô tỳ gái hay trai, từ bỏ nhận cừu và dê, từ bỏ nhận da cầm và heo, từ bỏ nhận voi, bò, ngựa và ngựa cái, từ bỏ nhận ruộng nương, đất đai. Những đồ vật cúng dường này cám dỗ ta sống theo tiếp tục và đẩy lùi con đường tâm linh về phía sau. Từ bỏ nhận người môi giới hay tự mình làm môi giới. Từ bỏ buôn bán, từ bỏ các sự gian lận bằng cân, tiền bạc và đo lường. Từ bỏ các tà hạnh như hối lộ, gian trá, lừa đảo. Từ bỏ làm tổn thương, sát hại câu thúc, bức đoạt, trộm cắp, cướp phá trên đường và cướp đoạt thực phẩm cũng nên biết rằng lúc đầu khi Đức Phật thâu nhận đệ tử, các giới luật này chưa được đề ra. Ngài chỉ cần buông lời nói, Ehi bhikkhu hãy đến đây, tỷ kheo, thế là đủ để các vị ấy theo Đức Phật sống đời xuất gia. Nhưng vì các tăng ni cũng có thể bị những cam dỗ của thế tục lung lay như mọi người, vì thế dần dần Đức Phật đặt ra những giới luật đạo đức, mà chúng vẫn còn có giá trị cho đến ngày nay sự lừa dối, không thành thật là những tội lỗi dễ dàng len vào tâm của người chưa giác ngộ. Có thể chúng ta thấy có nhiều điều kể trên mình không phạm vào, tuy nhiên chúng ta có thể áp dụng lời Phật dạy về sự tự kiềm chế để buông bỏ những thói quen thông thường trong thế tục, và hướng đến sự tu tập chuyên sâu hơn. Dần dần chúng ta sẽ tìm ra câu trả lời cho câu hỏi nguyên thủy của Potapada. Nhưng giáo lý của Đức Phật nên bắt đầu với cuộc sống hàng ngày, rồi từ đó tiến lên, từng bước từng bước đến thiền, và cuối cùng là tiến đến tuệ giác về bản chất của thực tại tuyệt đối. Tủ sách áo lam chúng con xin chân thành cảm ơn quý vị đã nghe hết tập một tôi là AI của Ni Sư Đừng quên trợ duyên cho chúng con bằng cách subscribe, like và share video này đến bạn bè và gia đình nhé. hẹn gặp lại vào tập 2